Chào mừng quý khán giả đến với kênh tạp chí online của chúng tôi. Trong chuyên mục Mẹ Khéo Tay hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một món ngon truyền thống không thể thiếu trong bữa tiệc ngày Tết, đó chính là giò tai heo. Đây là một món ăn độc đáo, đậm đà và chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi thực khách trong dịp Tết truyền thống của chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu cách làm món ngon này ngay bây giờ nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video cách làm giò tai heo giòn sần sật trên kênh tạp chí online của chúng tôi. Hy vọng rằng bạn đã có thêm nhiều ý tưởng ngon miệng cho bữa tiệc Tết sắp tới. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ nếu bạn thấy video hữu ích. Chúc quý vị và gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong những video sắp tới trên kênh của chúng tôi.